rồi là hạt giống này. Bởi vì các cô có nói rằng là cái muội bếp này mà bốc lên thì làm bảo quản thực phẩm rất là tốt. Vâng, và chia sẻ về làm bếp của đồng bào Mường thì Bếp thưa với dưới các này thì phải chị. lót đất những cái cây bệ chuối, lót Vâng. đằng dưới xong là lắp đất lên đem chặt, thế là mới ấy Dạ được vâng. lên rồi đó. Khi trước khi làm ấy bếp là phải có con ngày cá cá Vâng. phải cắm vào, đây là kiểu người ta gọi là thờ cho cái bếp ấy, Dạ vua vâng. thờ thầy bếp Vâng. ấy À, đấy, nếu thầy bếp như xưng người Kinh thờ có đấy, cái phong tục gọi là thờ táo quân. đấy Vâng, thầy thì táo như cô Năng quân ở đấy, đây chia sẻ với các vua anh bếp chị, đó đấy chính là là thờ vua bếp. Vâng, và cô Năng có chia sẻ với đoàn chúng ta vừa rồi về cái kỹ thuật làm bếp. Thì như thế thì xong thấy là mặc dù chúng ta nhìn và mà trực tiếp tại đây thì thấy nó khá là lo là không an toàn về cháy nổ. Nhưng mà đồng bào Mường làm bếp thì rất là đặc biệt bởi vì đều được nệm chặt và điểm tiếp xúc giữa nền sàn và bếp thì được bệ bằng lá chuối. Nhưng thưa với anh chị là khuôn viên bếp này nó không chỉ an toàn đâu mà nó còn ẩn sau rất là nhiều ý nghĩa nữa. Và sau đây thì xin phép được thay lời cô, các minh viên xin chia sẻ với các anh chị hai chi tiết thôi. Bởi thứ nhất rằng là khi đổ đất vào những cái cùi đất để đắp bếp này thì luôn kết thúc phải là số lẻ. Vâng, bởi vì số lẻ thì nó cũng không chỉ như chiếc cầu thang chúng ta bước lên, mà số lẻ đối với văn hóa người Mường chính là số dương, là số sinh, là sự mong cầu cho những cái may mắn nảy nở phát triển trong gia đình. Và đặc biệt hơn là khi mà cái cùi đất cuối cùng đổ xuống thì đồng bào chỉ đổ một nửa thôi, còn một nửa thì quay ra cái nơi mà mình lấy đất để đổ lại. Đó là ý nghĩa không bao giờ lấy hết của tự nhiên cái gì. Vâng, không phải đến bây giờ khi mà nền văn minh công nghiệp hiện đại phát triển thì chúng ta mới hô hào việc là phải có cái bảo vệ đời sống với thiên nhiên, mà đồng bào Mường của chúng ta từ hàng nghìn năm nay đã duy trì cái tập quán đời sống con người sống hài hòa với thiên nhiên, cùng thiên nhiên phát triển. Vâng, thưa với cô là hôm nay